trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Em đang đứng ở Tuy Hòa, Phú Yên và đây là trên cái đoạn đường quốc lộ. Thăng lý là em vẫn còn công chuyện ở Tuy Hòa, Phú Yên nhưng mà cũng thời gian cũng khá là gấp cho nên em sẽ di chuyển về lại trung tâm thành phố Nha Trang. Và trên tuyến đường đi thì em sẽ ghé qua Vạn Ninh, Vạn Giả để tìm đến thăm một vài gia đình ở Xuân Thọ, Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh. Tại vì vừa rồi em đã tiếp nhận được một cái cuộc gọi của một cái người cha đang nuôi một người con bị bệnh thận, thưa quý vị. Và em bé này chỉ có khoảng 7 tuổi thôi. Và khi mà em có tiếp nhận thông tin đó là anh bạn này có kể rằng là gia đình rất là khó khăn và cũng mong muốn là được những mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ để mà lo bệnh cho con trai của ảnh. Và bây giờ thì em sẽ từ Tuy Hòa, Phú Yên bắt xe đò để mà về lại Vạn Ninh, sau đó là sẽ tìm gặp gia đình, rồi khi mà thăm hỏi gia đình xong em sẽ về lại trung tâm thành phố Nha Trang. Nhân tiện đây thì xin phép mời quý vị hãy đồng hành cùng em để mà tìm đến hộ gia đình của một người cha mà đang nuôi người con bị bệnh, gia cảnh hết sức khó khăn. Xin mời quý vị cùng theo dõi video. Chờ nãy giờ tầm khoảng nửa tiếng quý vị mới có xe. Bắt tài xuống bốc hàng hả? Nắng quá chịu nổi. Từ đây về Xuân Sơn, Vạn Ninh hết nhiêu tiền? Mấy? 60 ngàn, còn về Nha Trang luôn là hết nhiêu tiền? 100. Nha Trang 100? Ừ. Vạn Ninh gần hơn mà. Nó có giá rồi mà. Thì Vạn Ninh gần vậy nó 60. Vạn Ninh gần phải 40, về Nha Trang phải 60 nữa là 100 nha. Trời ơi, 60. Sao giờ chốt giá là nhiêu nè? 60 ngàn về Vạn Ninh không? Biết cái chỗ xã Xuân Sơn không? Xuân Sơn không? Đúng rồi. Xuân Sơn đúng rồi. Thả mình gương chỗ Xuân Sơn nha, chứ mình không biết chỗ nào hết nha. Rồi, cảm ơn nhiều, 60 ngàn thưa quý vị. Vui ha, lâu rồi mới đi xe đò tuyến Bắc Nam. Xe mình là chạy tuyến Tuy Hòa Nha Trang ha, hay sao? Tuy Hòa Phan Rang luôn. Wow. Là mới từ bến xe chạy ra hay sao? Bến xe này là bến xe nào? Tại vì hồi nãy tới bến xe Thuận Thảo không có xe đi. Xe mới vừa ra luôn. Xe này là xe đưa rước. Xe đưa rước thôi. Gọi điện là khách điện thoại mà. Xe này là đón khách tận nhà đó. Đây các quý vị. Một giờ mấy? Xe này tới công an 3 giờ. Rồi về Cam Ranh luôn. Kính thưa quý vị, em đã đến ngã ba Xuân Sơn, cũng không biết mấy anh lơ xe đây kêu xuống đây thì em xuống, và bây giờ thì em sẽ điện thoại cho anh bạn là người cha của bé để hỏi thăm đường đến, hoặc là nhờ anh bạn đó chở tới luôn. Kính thưa quý vị, bây giờ thì em tiếp tục đi xe thò có người đẹp chở, đã quá. Đi xe ôm có được ôm không? Sao đi xe ôm mà kêu không được ôm trời, vậy bớt tiền à. Cho em hỏi chỗ đây chỗ nào mà nó hoang vắng quá chị? Dạ, ngã ba Xuân Sơn. Ngã ba Xuân Sơn, đi lên nữa là tới ủy ban xã đó. Dạ, đúng rồi. Chỗ này là đang làm đường cao tốc đó ha. Thấy xe ben chở đất đá đi rất là nhiều. Ở đây là đông dân cư không chị? Dạ đây. Ở trên đây là 4 thôn trên đây ạ. 4 thôn? Dạ. Một thôn là khoảng bao nhiêu hộ? Em không biết.
nữa, tại vì em hai chỗ khách lên đó, cho nên không biết. Hai chỗ khách lên đó. Dạ. Wow, phụ nữ mà chạy xe thồ ha, giỏi ha. Từ đây tới ủy ban xã là hết 6 cây số đó ha. Dạ đúng rồi. Cũng xa đó chứ. Dạ. Cái này là xóm núi hả chị? Cái này là kêu Xuân Sơn á, phải xóm núi. Sơn là núi đó. Dạ. Còn Xuân Thủy là dưới biển á, đóng đó vậy thôi. Dạ. Ở đây có xã Xuân Thủy không? Wow, đường hoang vắng quá. Wow, bụi mịt mù luôn thưa quý vị. Hướng đi này là hướng đi lên Mã Đá, Bồ Đà Ba. Bụi kinh khủng. Đâu, đoạn làm cao tốc là đoạn nào đó chị? Đây. Là đây đó hả? Đoạn này là làm cao tốc chạy qua đó. Wow. Là đi qua đây. À, chùa kia chùa gì đó chị? Chùa có tượng Phật bự quá ha, Phật đứng. Cái đây là dự án cao tốc Bắc Nam đoạn chạy qua huyện Vạn Ninh. Ở đây làm từng đoạn đó. Ở đây là chưa xong đâu ra đâu hết nè. Còn mấy cái đoạn khác là gần như là sắp hoàn thành rồi. Bây giờ tiếp tục với đây là thôn mấy rồi? Chưa tới thôn. Dạ, chưa tới thôn. Wow, xa dữ. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe, bình an. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Đây, tiến thưa quý vị, tiếp tục sang xe nữa. Hồi nãy là sang xe mấy vòng luôn. Chào anh. Anh là người điện thoại cho em đó ha. Rồi giúp giùm em tới nhà của anh nha. Ở đây bà con chủ yếu làm nghề gì anh? Làm nông. Xung quanh đây cánh đồng rất là nhiều luôn thưa quý vị. Và hiện tại là tầm khoảng hơn 2 giờ chiều. Thời tiết rất là nắng. Ở đây thấy nắng quá anh ha. Ở đây cách tụi bông bao xa? Xa lắm. Tụi bông là gần với gần Phú Yên rồi đúng không? Rồi. Tới nhà mình rồi đó ha. Rồi chào hai anh chị. Wow. Dạ kính thưa quý vị, em đã tới nhà của một người cha mà có điện thoại cho em đó quý vị. Anh tên là anh Nam. Quý vị thấy đây là cái căn nhà của mấy anh chị. Ở đây là thuộc xã Xuân Sơn, thôn Xuân Thọ. Xung quanh đây em thấy có rất nhiều cánh đồng. Từ ngoài đầu đi vô á, mấy cái thôn khác thì có vẻ nhà cửa xây kiểu mái Thái, một số nhà rất là khang trang kiểu biệt thự luôn. Còn xung quanh đây là cái khu này có vẻ như bà con khổ hơn. Xung quanh đây bà con khổ hơn thưa quý vị, rất là nhiều những cái căn nhà giống như thế này. Mời bạn đi vô đây với mình chung ha. Chào chị. Cho em hỏi thăm ha, là tình hình nhà mình là hai cháu trai thì cháu nào là bị bệnh mà chị? Dạ, ông thằng thứ gì thằng ăn giữa. Là tổng cộng mình mấy cháu? Dạ ba. Ba cháu, có đi học không? Dạ cá tập học lớp 2 à. Ở đây thì đi tới điểm trường học xa không? Dạ dài 2, 1 tiếng thôi. 1 tiếng? Dạ. Đi phải 1 tiếng đồng hồ mới tới trường học? Dạ. Wow, là cách mấy cây số? Em cũng không biết nữa. À, rồi để gặp anh Nam đi ha. Dạ dạ. Rồi. Tình hình sức khỏe của cháu sao rồi? Dạ yếu. Bé nay mấy tuổi anh ha? Dạ 7 tuổi. Bé 7 tuổi. Dạ, bé tên là Trần Huy Hoàng. Dạ. Đang học ở lớp 2 ở trung mẫu giáo trường ngoài. Ờ Xuân Thọ. Cái này thì bé bắt đầu bệnh từ lúc nào đó? Dạ bé 4 tháng trước rồi. Là sao mình phát hiện được hay là như thế nào? Dạ chảy máu sưng phù rồi đi khám rồi bác sĩ nói
Tại bị bệnh vô nó chữa trị nay 2-3 tháng rồi. Nhưng mà nhà điều kiện khá khăn quá, nên không có tiền nên về đây nhờ các anh em đồ người ta giúp đỡ gì á. Bệnh gì ạ? Dạ bị hư thận, thận phù. Nên bây giờ nó cũng bị phù á. Dạ. Hàng tuần đi phải đi xin giấy vô Nha Trang. Mấy bữa trước em cũng điện cho anh gần Nha Trang á. Đó anh với mẹ, tại bữa trước cũng có em nó nói gì á, rồi xong mới điện cho anh mẹ, anh mắc công chuyện gì đó, anh không bắt máy không ở được. Có thể là lúc mấy anh em gọi thì lúc em đang bận hay là đang quay phim, mà làm như thế nào mà mấy anh em biết đến em? Dạ, tại vì cũng nghe rồi, nhưng mà cũng có con em ở trong đó, nó cũng bệnh đau đồ gì, nó cũng xin đồ gì á, nên bên anh đồ cũng tra đồ gì nè, xong em nó mới tra số. Dạ. Thì ở gần nhau gì á, thì cũng bị thận đồ, tao nói, đó. Rồi em mới biết, vậy em mới lên em xin cho, em cũng đâu biết gì đâu. Rồi bây giờ cho em hỏi thăm ha, hiện tại thì anh làm nghề gì, chị làm nghề gì? Vậy hồi giờ ở nhà này đang nuôi con nhỏ không, ở đây làm được cái gì, ai làm được cái gì làm à. Còn em lúc em đi dưới tôm, cái lúc em đi biển, lưới kẹn rồi mượn tiền trước rồi đỡ lo cho hai cháu. Dạ. Còn thằng lớn này nó cũng đi làm rồi, mình làm cái lúc này mà lúc nó cũng nghỉ. Dạ. Ở đây em thấy nó rất là heo hút. Dạ. Đúng không? Dạ. Từ đầu đường quốc lộ đi vô á, thấy nó rất là hoang vắng luôn. Dạ. Thì để mà mình đi chợ hay là đi học hay là đi làm những cái việc khác thì nó có khó khăn không? Dạ, cũng đi chợ đâu, cũng chợ xóm gần đây, còn cái chỗ này mà em gặp anh á là chỗ ngay đó, ngay cái chợ. Chợ chính. Dạ, chợ chính á. Dạ. Còn mấy bé này đi học thì xa không? Dạ, cũng ở dưới đó luôn á, trường học cũng ở dưới đó. Dạ, dạ. Rồi một cái nữa ha, chị làm gì anh? Dạ, không có làm gì, nghe làm lạc dạng. Rồi các ai kêu gì là em nói nha, chứ không có làm gì. Cho em hỏi thăm thêm. Dạ. Một tháng mình thu nhập nhiều không? Bao nhiêu tiền? Dạ, tháng 7 triệu rưỡi. Hai vợ chồng cộng lại luôn. Dạ. Cháu này bệnh thì người ta nói là mình phải cần bao nhiêu tiền để mà chăm sóc được, lo lắng được? Dạ, cái đây đang điều trị uống thuốc thôi, chứ còn bác sĩ chưa có nói là bao nhiêu. Chứ còn vô nó này đóng hết 7-8 triệu, 10 triệu ạ. Còn phần tiền ăn nữa, vô nuôi ở lại bệnh rồi xong nói bác sĩ quá, bác sĩ cho xuất viện gì à. Nhưng mà trong khi về lại coi như đỡ, lại hàng tuần phải đi vô xét nghiệm lại, chứ còn không đỡ bệnh nặng là phải chuyển đi Sài Gòn. Này chuyển đi Sài Gòn rồi sao có tiền anh? À, nhẹ cá nhiều là em cũng la hết cho cháu hết rồi. Giờ em không còn tiền nữa. Vậy em xin mấy anh chứ. Cho em gặp cháu chút nha. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Mời anh giới thiệu cháu giúp em ha. Hòn. Mấy con đâu vậy? Đứng dậy. Thẻ mấy này thôi, cho đi, cứ cho cháu ngồi đi. Chào con. Con có đau không? Không có đau. Con có cảm thấy mệt không? Không mệt luôn. Kính thưa vì nhỏ cho nên không có hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Con tên gì? Hi Hoàng. Wow, giỏi ha, Hi Hoàng. Nay con học lớp mấy? Lớp 2. Học lớp 2 rồi. Khúc trên thì có vẻ như khúc dưới thì có vẻ như ốm hơn đúng không anh? Dạ. Giống như ở trên bị phù đúng không? Dạ. Đang bị phù. Rồi con trai cứ nằm nghỉ nha. Dạ. Nằm xuống đi con. Anh có thể giới thiệu nhà mình được không? Cho em đi thăm nhà anh chút xíu nha. Dạ dạ. Anh tên Nam ha? Dạ, họ tên Trần Sinh nhưng mà Facebook tên em. À, Facebook thì tên Nam. Mình ở chung với ai không anh, hay là hai vợ chồng thôi? Dạ, em ở riêng, cha mẹ cho đất cất nhà. À, cha mẹ cho đất cất nhà. Làm tự cất.
Cái này tủ này là tủ quần áo hay tủ gì? Về tủ quần áo á. Ờ, tủ quần áo mà cái này là tận dụng gỗ mình làm hay sao đó? Dạ dạ, tận gỗ đơ đấm mình làm. Dạ. Cái này là nhà bếp ha? Dạ, bếp nhà cầu. Bếp với lại nhà vệ sinh. Dạ, bếp nhà vệ sinh. Ồ, trong đây nóng ha? Dạ, nóng. Tức là mấy tháng vừa rồi á là ở nhà chăm cháu thôi. Dạ. Không có làm ăn gì được hết. Dạ, 2-3 tháng này cũng làm nhưng mà làm ít cũng kiếm tiền nữa la cho cháu chứ. Xung quanh đây người ta thường thường người ta làm gì đó anh? Cũng làm nông luôn á. Dạ, làm nông luôn ạ. Làm nông. Rồi mía. À, mía bữa nay hết rồi, ít rồi. Trong đây có mỏ đá không, biết bà con mình có đi làm ở mỏ đá không? Dạ có mẹ đá, mỏ đá nhưng bữa nay hình như trốn thế cắm không à, cũng có chỗ làm ít ít mỏ đá trên đê điên. Từ đường quốc lộ cho đây là đến 6-7 cây số. Hồi nãy em không có biết, em từ quốc lộ vô rồi nhờ bà chị đầu đường á chở xe thồ vô đây. Cũng tìm hiểu được sơ sơ. Ở đây chính xác là chỗ nào, anh có thể đọc địa chỉ nhà mình được không? Tên của anh và số điện thoại luôn anh ha. Thôn Sương Thạ, xã Sương Sơn, huyện Hoài Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Là ở đây á. Không có địa chỉ ha, chỉ có thôn với xã thôi. À, địa chỉ là thôn Sương Thạ, xã Sơn Sơn, huyện Hoài Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tên đầy đủ của anh và số điện thoại luôn anh. Tên của em là Trần Sinh, số điện thoại là 037 3598 783. Rồi bây giờ em xin phép được gợi ý cho anh. Anh hiện tại thì anh có thể nêu tình trạng bệnh của cháu và anh mong muốn điều gì, và anh có thể bản thân anh có thể kêu gọi bà con cái điều gì đó để có thể giúp anh được không? Vậy thì cũng mong mấy anh các mạng thường quân rồi giúp đỡ cho cháu chút ít đỡ chữa bệnh chứ giờ em đâu có tiền đâu. Dạ. Rồi bây giờ em đứng đây với anh. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, gia đình của anh Trần Sinh thuộc thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh. Nhà thì có hai vợ chồng rất là khổ. Thu nhập thì hai vợ chồng cộng lại thôi, bấp bênh đúng không, chứ không có thể nào cố định được đâu. Đâu đó tầm khoảng từ 5 tới 7-8 triệu một tháng. Thì không có may khi ba cháu là cháu trai hết luôn hay sao? Dạ, trai. Ba cháu của anh thì có một cháu giữa là 7 tuổi, không may mắc một chứng bệnh về thận, cho nên là đang rất là đau đớn và khó chịu. Hiện nay thì cháu chưa có cảm nhận được cái điều gì đang xảy ra đâu, nhưng mà phải rất là tốn kém dữ lắm. Bây giờ em cũng mong muốn là qua đây thì quý vị biết thêm được hoàn cảnh của anh Trần Sinh và gia đình để có thể giúp ảnh được một cái phần nào đó để lo cho cháu nhỏ. Bây giờ em đến đây, em xin phép được đại diện những mạnh thường quân, trong đó là đại diện anh Hiếu Phan, nhà ở xóm Vạn Hòa, xóm Bãi Cát, Chợ Đầm, tặng anh là 1 triệu đồng. Đại diện đến cô Linh Nguyễn, một người con gốc Hoa, người Hải Nam, cô thì đang ở bên nước Úc, tặng anh 1 triệu đồng. Và hai cô chú là cựu học sinh của trường nữ trung học và nữ trung học nữ và trường trung học Võ Tánh á, tặng anh là 500 ngàn. Tổng cộng đây là 2,5 triệu. Em xin phép nè, cái này là 1 triệu. Cái này 1 triệu. Cái này 500 ngàn. Bây giờ thì sắp tới tương lai mình sẽ như thế nào đây anh? Về thì cũng làm thì vô tái khám cho cháu lại cho bây giờ đỡ gì sao được. Dạ. Quen ngày nào hay ngày đấy cho bác sĩ cho uống thuốc hàng ngày mà. Có cách nào chữa dứt bệnh được không? Vậy cái đó cũng không biết nữa. Bác sĩ nói cho uống thuốc bình thường thì nó phải mà sao thấy nó cứ sưng miết à. Giờ thì cứ đi vô đây bình thường mà. Chứ còn bây giờ không biết sao.
không ấy mình bắt xe giường nằm đi, mình đi Sài Gòn một chuyến để khám cho cháu xem sao. Vô viện nhi đồng á. Vậy bây giờ đi Sài Gòn thì không có tiền nữa đi. Tiền vé xe thì một vé tầm khoảng 260 đến 280. Đi hai cha con thì tầm đâu đó khoảng vòng đi vòng về cho hết 1 triệu đi ha. Dạ rồi, tiền khám nào, thuốc men đồ nữa. Vô đó khám trước đi coi thử như thế nào. Yeah. Bệnh viện Nhi Đồng á, vô bệnh viện Nhi Đồng á để mình yên tâm hơn. Trong đó là thường thường mấy bác sĩ là người ta học đến thạc sĩ thì có thể là sẽ mình hiểu biết thêm về cái bệnh của con mình nó rõ ràng hơn. Cái này là em tư vấn thôi chứ em không có phải là chỉ định đâu, nên anh cứ tham khảo thôi ha. Chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Dạ. Dạ. Cháu học giỏi không? Dạ cũng được. Cháu lớn này mấy tuổi không? Dạ 18 tuổi. Ồ cháu lớn 18 tuổi rồi. Dạ. À cũng đi làm rồi. Dạ. Dạ. Hiện nay có sống chung với ba mẹ không hay là dạ, sống riêng ở nhà trọ? Không, nó cũng vẫn còn sống chung ở nhà nhưng mình đã đi làm rồi. À, thấy em nay viện đi làm phụ đi chữa bệnh vậy. Phụ ba mẹ. Dạ. Vào thương quá. Đây kính thưa quý vị, nhà của anh Trần Sinh ở thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, cũng đang rất cần sự giúp đỡ của quý bà con, của các anh chị, quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân. Nếu quý vị có thương cảm đến gia đình của anh thì có thể ủng hộ giúp đỡ cho cháu nhỏ để cháu nhỏ được hồi phục sức khỏe, rồi cháu nhỏ sẽ được đi học, rồi anh chị sẽ được vơi đi phần nào bớt một cái nỗi lo của mình. Anh có ước mơ gì không? Dạ ước mơ thì con khỏe mạnh bình thường là tốt rồi. Dạ. Dạ. Hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Dạ. Sáng giờ nhà mình có chơi lễ hay ăn uống gì không? Dạ không. Không có tâm trạng. Dạ. Có gì đâu vui tâm trạng ăn uống. Dạ. Ngày bê bữa cơm cho. Bây giờ thì em sẽ tặng riêng đến gia đình là 500 ngàn. Dạ. Anh có thể dùng số tiền 500 ngàn này chiều nay mua gì thì ngon gia đình mình ăn uống đi ha. Dạ. Rồi em tặng anh 500 ngàn. Đây là 500 ngàn tặng anh. Dạ cũng vui. Với hy vọng là mấy cháu ở đây sẽ được thưởng thức những cái món nào ngon ngon, cũng cho biết là mình cũng chơi lễ với người ta để gia đình tạo ra một cái tình cảm sum họp đầm ấm, cũng như là cho mấy cháu được vui anh ha. Dạ. Chị có điều gì muốn nói không? Mong con hết bệnh. Mong con hết bệnh thôi. Dạ. Rồi một lần nữa cảm ơn anh, cảm ơn anh đã liên lạc với em. Tại vì những cái hoàn cảnh mà thật sự là em cũng sẽ không có biết được, đang rất nhiều người phải đối mặt với lại mọi thứ khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là không may thì trong nhà có người bệnh, điều đó là khó khăn càng thêm chồng chất luôn. Một lần nữa chúc anh và chị nhiều sức khỏe, bình an, cố gắng lo cho cháu. Hy vọng là cháu sẽ khỏe lên và được đi học. Rồi, bây giờ em xin phép nha. Dạ. Chúc gia đình cả nhà vui vẻ, bình an. Dạ, cảm ơn anh. Có em chở xuống dưới đường không? Chở em ra ngoài đường giùm. Dạ. Em bắt xe đi về nha Trang. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm chào chị nha. Chào mấy con. Huy Hoàng ơi. Chào con. Mày cảm ơn bé con. Rồi, được rồi con. Chào con nha. Rồi, cố gắng nha. Tới đây cũng rồi. Tới xe buýt luôn. Nhớ anh xin nha, hồi nãy lời em nói đưa cháu đi Sài Gòn thử một chuyến này, khám ở bệnh viện Nhi Đồng á, nếu mà không có đủ tiền thì cứ khám thôi, khỏi mua thuốc tính sau. Cố gắng lo cho cháu nha, giờ mới biết hai anh em mình cùng tuổi. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Rồi kính thưa quý vị, vừa rồi là hoàn cảnh của bạn Trần Sinh thì có con trai không may bị bệnh. Và quý vị biết không, ở trên cái thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn và những cái thôn lân cận, lúc trước đây những người thanh niên như anh Trần Sinh này
làm việc cho những cái nhà thầu công trình xung quanh đây đó quý vị. Lúc đó thì làm ăn rất là được, cũng có đồng ra đồng vô. Nhưng mà sau này thì một số chủ thầu người ta thiếu nợ tiền lương, rồi sau đó là không thấy chủ thầu đâu nữa. Và một số bà con ở đây, trong đó có anh Trần Sinh, là cũng bị nợ lại tiền lương đến mấy tháng, rồi đến giờ thì cuộc sống rất là khó khăn. Hiện nay thì ai kêu gì thì làm cái đấy thôi. Nhưng mà không may là gia đình có thêm một người bệnh, mọi thứ đều rất là khó khăn chồng chất. Nhà thì ảnh có chia sẻ là nhà của ba mẹ cho đất để cất nhà, nhưng mà chưa có đứng tên hoặc là hợp thức hóa một cái nào hết, cho nên là cũng rất là khó khăn cho anh. Hy vọng được nhiều quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, quý cô bác anh chị quan tâm giúp đỡ đến gia đình, và đặc biệt là giúp đỡ cháu nhỏ để cháu có thể vượt qua được cái chứng bệnh hiện tại của mình. Và bây giờ thì em đã đến với lại đường quốc lộ, chuẩn bị bắt xe đi về lại trung tâm thành phố Nha Trang. Dạ kính thưa quý vị, để trên một cái chuyến đi từ Vạn Ninh về với lại Nha Trang, em lựa chọn một cái chuyến đi bằng xe buýt. Và chuyến đi này thì giá vé từ Vạn Ninh về với Nha Trang chỉ có 34.000 đồng mà thôi. Và ngồi trên một chiếc xe cũng rất là thoải mái. Ở nơi đây thì xe buýt này có máy lạnh và rất được những người đi chợ hoặc là những bạn sinh viên rất là thích. Đặc biệt ở nơi này thì có hàng ghế nệm cũng như là chỗ ngồi rất là thoải mái. Xe này thì cứ cách khoảng 10 phút, 15 phút thì sẽ có một chuyến, và hoàn toàn rất là thuận tiện để quý bà con của mình di chuyển đường dài. Ở đây thì xe sẽ dừng theo từng tuyến, từng đoạn, và bà con nào muốn tới điểm nào thì cứ báo với lại nhân viên của xe buýt. Sau khi kết thúc khoảng 1 tiếng đồng hồ thì em đã về đến với lại thành phố Nha Trang, và ở đây là đang đi ngang qua cầu Sấm Bóng. Một quang cảnh rất là đẹp luôn thưa quý vị. Cũng đã lâu rồi mới ngồi lại trên chiếc xe buýt và di chuyển theo hướng Bắc Nam. Thật sự rất vui và thú vị, và đặc biệt là hôm nay tìm đến gia đình của bạn Trần Sinh khi có con trai bị bệnh thận và hết sức khó khăn. Cũng mong được nhiều quý bà con, quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ. Cảm ơn anh Hiếu Phan, cảm ơn cô Linh Nguyễn, cảm ơn hai cô chú cựu học sinh trường trung học Hòa Tánh và nữ trung học. Cảm ơn rất là nhiều, xin được kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Và bây giờ em xin phép được kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt, trân trọng.